chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cộng Review. Trước mặt các bạn đang là chiếc Redmi K30 5G và chiếc Realme X7. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành speed test giữa hai sản phẩm này. Cụ thể thì về cấu hình, chiếc Redmi K30 5G nó sẽ được trang bị con chip đó chính là Snapdragon 765G. Còn chiếc Realme X7 này thì nó sẽ được trang bị con chip đó chính là Dimensity 800U, một chip khá là mới đến từ MediaTek. Để xem là hiệu năng giữa hai con chip này thì nó sẽ như thế nào nhá. Bởi vì là con chip Dimensity 800U này sinh ra để làm đối trọng của chip Snapdragon 765G mà. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào bài test. Đầu tiên thì mình sẽ tiến hành tắt tất cả ứng dụng chạy nền của cả hai sản phẩm này đi. Cả hai đều không có. Sau đó thì mình sẽ tiến hành khởi động lại cả hai chiếc máy này. 1, 2, 3. Để xem là chiếc máy nào nó sẽ khởi động lên trước nhá. Ok, và cả hai chiếc máy này đã khởi động lên rồi, nhưng mà chiếc Redmi K30 5G nó đã lên trước rồi. Ở đây thì mình sẽ có tất cả đó chính là 6 tựa game và 4 ứng dụng. Thì sẽ là 4 ứng dụng nhẹ này, các bạn hay dùng này. 4 tựa game nhẹ và 2 tựa game nặng. Đó, để xem là nó sẽ cho khả năng load game như thế nào. Tối nay chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào phần thi đầu tiên nhá. Phần thi test tốc độ. Đầu tiên thì mình sẽ cho các bạn xem cái điểm số AutoTune. 1, 2, 3. Hiện tại thì mình đang để màn hình của cả hai sản phẩm này thì đều là tần số quét 120Hz. Với cái điểm số AutoTune thì các bạn thể nhìn thấy là chúng rất là gần như là tương đồng so với nhau. Về điểm tổng thể đều là hơn 320.000 điểm. Một bên thì 324 này, một bên là 326, không chênh nhau quá nhiều. Điểm CPU cũng ngang nhau, tầm khoảng 103.000 và 106.000. Điểm GPU cũng gần như là tương tự, một bên là 91.000 và một bên là 89.000. Đó, điểm UX là điểm memory này, gần như là tương đồng. Nói chung là về điểm số AnTuTu thì chúng gần như là ngang hàng so với nhau nhá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào với app và điện thoại nào. 1, 2, 3. Chiếc Realme X7 vào trước này. Cái chuyển cảnh của nó nhanh hơn. Cả hai sản phẩm này thì mình đều để cái tần số quét màn hình là 120Hz rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ vào với Mate. Đó, cái chuyển cảnh của cái chiếc Realme X7 này gần như là tức thời luôn. Tức thì luôn, không có cái sự delay nào cả. Tiếp theo là Gallery. Mình bật lên để cho chúng chạy đa nhiệm cả hai. Cái này thì cả hai đều vào ngang hàng so với nhau. Mình sẽ bật một cái hình ảnh để cho nó chạy nền. Chúng ta sẽ vào với tựa game đầu tiên, tựa game nhẹ, đó chính là Candy Crush Saga. 1, 2, 3. Gần như là tương đồng so với nhau luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ vào với tựa game Zombie The Tsunami. 1, 2, 3. Cũng tương đồng luôn. Tiếp theo thì mình sẽ giảm cái âm lượng xuống nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ vào với tựa game Time Run 2. 1, 2, 3. Lần này thì cái chiếc Realme X7 vào trước này, nhưng mà không hơn quá đáng kể đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ vào với tựa game Fruit Ninja. 1, 2, 3. Lần này Fruit Ninja cái chiếc Realme X7 cũng lốt vào trước này. Tiếp theo chúng ta sẽ vào với tựa game nặng nhá, đó chính là PUBG Mobile. 1, 2, 3. Cả hai sản phẩm này thì mình đã đều kết nối chung một điểm Wi-Fi rồi, nên là cái tốc độ lốt đường truyền mạng thì nó sẽ như nhau. Chiếc Redmi K10 5G nó đã vào trước rồi. Đó, theo sau đó là chiếc Realme X7. Tiếp theo chúng ta sẽ vào với tựa game nặng cuối cùng, đó chính là Asphalt 8. 1, 2, 3. Asphalt 8 thì chiếc Redmi K30 5G nó cũng vào trước. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vào load thử một map xem sao nhé. 3, 2, 1.
Vâng, phần thì roadmap này thì chiếc Redmi K30 5G nó cũng load vào trước đó. Ok, và các bạn có thể nhìn thấy là cái tốc độ load game giữa con chip Snapdragon 765G và con chip Dimensity 800U là mình thấy gần như là tương đồng so với nhau luôn. Đó, nó cũng thể hiện qua cái bài test vừa rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau vào phần thi đa nhiệm nhé. Thì cả hai sản phẩm này mình đang có đều có dung RAM là 6GB để xem nó sẽ đa nhiệm như thế nào. Về AnTuTu thì cả hai đều giữ lại được. Tiếp theo, phone cũng vẫn... À không, về phone thì chiếc Realme X7 đã load lại này. Mình vừa bấm số nhưng mà bây giờ hiện tại nó không còn nữa. Tin nhắn. Tin nhắn cũng thế luôn. Cũng bị load lại rồi. Ảnh chiếc Redmi K30 vẫn đa nhiệm được đây. Đầu tiên là game Candy Crush Saga. Chiếc Redmi K30 đa nhiệm tốt hơn luôn, vẫn giữ lại được. Zombie cũng vậy luôn. Tiếp theo, Jump Run 2 cũng vậy. Fruit Ninja cũng thế luôn. Realme X7 đa nhiệm kém thế nhở. PUBG thì sao? Cũng phải lốn lại. Và cuối cùng là Asphalt 8. Cũng thế luôn. Nói chung là chiếc Realme X7 này của mình đa nhiệm khá là tệ. Và mình không thể ngờ được là nó bị lốn lại hoàn toàn, gần như là hết luôn. Từ cái trình điện thoại này đến Asphalt 8 nó lốt lại hoàn toàn, còn chiếc Redmi K30 5G này thì nó vẫn giữ lại được hết đó. Vậy là phần thi đa nhiệm thì chiếc Redmi K30 5G nó đã giành chiến thắng. Tổng kết lại thì về phần thi tốc độ, cả hai con chip này có hiệu năng load game ứng dụng gần như là tương đồng so với nhau. Còn về khả năng quản lý đa nhiệm ấy thì chiếc Redmi K30 5G nó sẽ tốt hơn so với chiếc Realme X7. Ok, còn các bạn nghĩ sao về bài speed test giữa chip Snapdragon 765G với chip Dimensity 800U ở trên chiếc Redmi K30 5G và chiếc Realme X7? Thì xin mời hãy để lại ý kiến dưới phần comment. Rất cảm ơn các bạn theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.